thâm hồng bát diện hàng khủng bạn ơi. Những cái gốc của nó to hơn ngón chân cái nhiều ạ. Đường kính chắc phải đập được từ 2 đến 3 cm. Và các mỗi cái cây thì đều có những cái gốc mà lộ thân lên một đoạn nhất định. Chiều cao của cây thì 1m, trên 1m. Và đường kính tán của nó cũng phải tầm 80 phân đến 1m, hơn 1m ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu rất đẹp như này để chơi Tết nhé bạn nhé. Thời điểm này mà các bạn mua cây thì sẽ rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm Tết mà các cây đã ra hoa. Còn đâu cái cây trà này thì cứ đến thời điểm bây giờ là bắt đầu nó đã ra các cái đầu lộc và đầu nụ. Đây, đây ạ, là kết nụ rồi đấy ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cái cây trà thâm hồng bát diện, loại trà to đẹp như này để chơi Tết ạ, thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé bạn nhé. Đó, thật sớm để chọn những cái cây đẹp và giá hợp lý